chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Joker Joker. Mình là Tôn Tuấn Kiệt của Chích Trường Nguyễn. Và chủ đề hôm nay tiếp tục đập hợp. Và sau thành công của mấy tập trước thì được các bạn quan tâm rất là nhiều. Kiệt cảm ơn các bạn. Có thể là nhiều khi các bạn ủng hộ Kiệt quá, sau này Kiệt làm về nội thất luôn á mọi người. Thật ra thì lúc trước Kiệt cũng rất thích những cái mà đồ họa, trang trí, nghệ thuật. Nói chung là thích về nghệ thuật, mấy cái art art từ hồi nhỏ rồi. Hồi xưa Kiệt vẽ rất là đẹp á. Những cái bài vẽ của Kiệt học ở cấp 3, cấp 2, trung học, đồ ở trung học, những lớp trung học đồ là Kiệt đạt được điểm 10 nhiều lắm đó. Kiệt không biết là Kiệt còn giữ hay không, nhưng mà nếu Kiệt còn giữ thì Kiệt sẽ trang cái tấm hình bài 10 điểm ngay đây cho mọi người xem nha. Rồi, thì bây giờ mình vô luôn vấn đề chính là đập hợp hôm nay. Tại vì lúc đầu Kiệt tính là Kiệt mua cái những cái bức tranh để Kiệt che cái chỗ mấy cái đinh thôi. Tại vì Kiệt mới tháo vừa hai cái bát là hai cái mà mọi người, cái mà để gắn cái bát chữ L á, cái để gì nè. Xong rồi mình gắn một cái miếng gì lên trên đây nè. Đó, thì Kiệt mới vừa tháo hai cái bát đó ra thì ở trên tường xuất hiện bốn cái lỗ đinh rất là xấu xí. Thì Kiệt đã quyết định đi mua tranh về để che bốn cái lỗ đinh đó. Thì trong lúc mua tranh thì nguyên cái thùng này luôn, mua nguyên một thùng luôn. Rồi sẵn tiện thì hôm bữa có người bảo Kiệt là mua gì mà lắm thế. Thì sở thích mà, nên Kiệt không biết nói mọi người sao. Rồi cũng có những comment bảo là bị khùng hả, hay mua mấy cái gỗ, mấy khúc gỗ đây nè, có ngay đây luôn nè, đây mấy khúc gỗ này nè, đó khùng hả, đi mua mấy khúc gỗ này mấy chục ngàn một thanh như vậy. Có thể là Kiệt không biết các bạn ở đâu, nhưng mà nếu mà các bạn ở những vùng như là gọi là miền rừng núi rồi á, thì gỗ thì cái chuyện là tài nguyên khoáng sản trên đó thì nó không có thiếu, nó rất là nhiều. Thì những cái này người ta mua thì chắc người ta cũng phải lên trên đó người ta mua thôi. Nên mọi người bảo là phí mua mắc như vậy, tại vì các bạn phải tính phí vận chuyển từ những cái vùng đó tới thành phố Hồ Chí Minh nữa, nên mắc thì Kiệt không biết mắc hay không, theo các bạn là mắc hay không. Một cái thanh này là bán 35.000 á, là mọi người thấy mắc hay không. Đây, một thanh gỗ dài như thế này, rất là chắc chắn, 35.000. Thì về đây là cây gì thì Kiệt không biết. Đó. Và mua cái này về làm cái gì? Có người hỏi mua cái này về làm cái gì. À, cái này mua để trang trí. Còn sẵn tiện thì ví dụ mấy đứa cùng điên ba trợn, tào lao mấy lao mà Học nó luôn. Thôi bây giờ mình bỏ qua cái vấn đề của tập hôm trước để bây giờ mình sẽ khui hợp tập này nha. Thì có người bảo là Kiệt khui những cái đồ quần áo gì đi. Thì thật sự Kiệt nói thật với mọi người á, là hồi xưa thì Kiệt mua quần áo nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thỉnh thoảng hả? Không phải thỉnh thoảng nữa mà hiếm lắm Kiệt mới đi mua quần áo. Hiếm hả? Tức là sẽ mua những cái trang phục basic giống như là áo thun trắng nè, áo sơ mi trắng nè. Tại bây giờ Kiệt mặc đồ rất là công sở rồi mọi người. Tuấn Kiệt hồi xưa đã chết rồi. Tuấn Kiệt mà thời đồ lông, đồ da rồi á, chết rồi. Hình như Kiệt đã nói với mọi người ở nhiều video đó là Kiệt dạo này Kiệt thay đổi nhiều lắm. Hồi xưa Kiệt mặc đồ kỳ cục lắm. Nhưng mà Kiệt, mọi người hỏi Kiệt có hối hận hay không, nhưng mà Kiệt thấy không hối hận. Nhưng mà tuổi trẻ mà, mình thích cái gì mình làm cái đó thôi. Mình cũng đừng quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Các bạn hãy làm những điều bạn thích. Cuộc sống này bạn sống có một lần mà, kiếp sau kiếp trước gì không biết. Nên mình hãy sống hết mình, yêu thương mọi người, gia đình đó, tập trung vào mấy cái đó đi. Còn chuyện người ta thì kệ người ta, đừng quan tâm. Tại vì bữa giờ chắc mọi người cũng biết nó có một cái gì ta, một cái gì đó bắt ổ mại dâm gì trên mạng á. Thì nói sao nhỉ, theo Kiệt nha, không ủng hộ, nhưng mà Kiệt thấy mọi người kiểu giống như là lên án cái việc mại dâm thì ít, mà gọi là gì ta, dùng từ gì cho đúng nhỉ,
dèm pha hả? Chế nhiễu, chế nhiễu cũng đúng luôn. Kỳ rất là dở cái ngữ pháp đó mà về từ vựng đồ ngữ pháp thì ngu lắm. Tâm si hả? Đó đại loại như vậy. Đó thì thấy mọi người hầu như cái đó là nhiều. Thôi bỏ qua mấy chuyện đó đi. Kiệt bây giờ là Kiệt ngoài lề những chuyện đó rồi. Già rồi, bây giờ là nội thất nội ơ rồi thôi. Rồi, món đầu tiên Kiệt mở cho mọi người xem đó chính là tiếp tục là một... Mọi người đoán là cái gì đi, Kiệt nghĩ là mọi người cũng đoán được rồi. Đó chính là một cái bình gốm. Tứ. Đây. Mấy mốt thì Kiệt phải mua một cái bàn Kiệt để lên, Kiệt khui cho mọi người luôn á. Chứ Kiệt ngồi thế này nó bất tiện quá. Một cái bình gốm sứ. Đây. Người thấy đẹp không? Ở trên đây hình như là màu nó không có đúng. Thì cái này là nó hơi màu hồng tí xíu. Và nó chảy chảy xuống giống như là mực đó mọi người. Và mọi người nếu mọi người để ý nhìn cái sứ này nè, thì là nó nứt nứt nứt, mọi người thấy rõ không? Nó nứt 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 nứt. Thì những cái nứt nứt này không phải là nó bị nứt đâu, mà là đây nó được đun từ một cái loại đất sét gì đó thì quên tên mất tiêu rồi, mọi người biết không thì hãy comment ở bên dưới. Thì cái loại đất sét này thì khi mà đun ở nhiệt độ bao nhiêu thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng nứt nứt như thế này. Nên Thành thấy không ta? Đó, nứt nứt như thế này. Thì mọi người tìm hiểu nha. Thì cái loại nó đến từ một cái vùng nào á thì cũng khá là đắt. Mọi người thấy đẹp không? Mọi người gớm. Đó là món đầu tiên. Món tiếp theo à, cái này nhỏ nhỏ này. Cái này nhỏ nhỏ này. À, món tiếp theo là một cái đồ trang trí thôi. Nó là một con tuần lộc. Thì mọi người cũng biết, nếu mọi người xem những video lần trước của Kiệt á, thì có một tập Kiệt mua một con hươu mà bị gãy sừng đó, mọi người nhớ không? Thì Kiệt cực kỳ thích những cái họa tiết con hươu. Con hươu. Con hươu đúng không, là con nai? Con hươu với con nai là giống nhau hay khác nhau ta? Hình như con hươu là có sừng, con nai không có sừng hay sao á. Đó, thì là Kiệt rất thích những cái đồ trang trí mà hình con hươu, cực kỳ thích luôn. Thì tới đây nha, một con thì chỉ có hai con rồi. Nếu mọi người coi con thứ hai, con thứ hai thì đắt hơn rất là nhiều. Để coi nó đằng sau ta. Rồi mình lấy món tiếp theo lên nha. Rồi món tiếp theo là một đồ để trang trí sân vườn. Đó là một cái tô. Thấy đẹp không? Kiệt rất thích những cái kiểu đồ mà cũ kỹ như thế này. Nhìn nó hay hay á. Nó bằng đó là một cái xô để trồng hoa hoặc là để linh tinh. Nó có một bộ lận nhưng mà Kiệt lấy có một cái à. Có nên mua thêm cái nữa không ta? Mọi người nghĩ có nên mua thêm cái nữa không? Cái này như là 100.000. Phải không? Không nhớ nữa. Đó. Đó là món thứ 1, 2, 3, món thứ 3. Bây giờ là món thứ 4. Món thứ 4 này là mọi người chạy kẹt xíu. Trời, mọi người biết cái cảm giác mà bóc tem, bóc hộp nó sướng lắm mọi người. Sướng cực kỳ luôn á. À, đây là một quyển sách. Đây. Đó là một quyển sách. Quyển sách để trang trí, nhưng mà điều đặc biệt của quyển sách này đó chính là mọi người nhìn nè. Nó là một cái két sắt để tìm bí ẩn.
Kiệt quay video thế này là chắc hết bí ẩn rồi. Đây, dễ thương không? Cái này là mình để những cái giống như là thư tình rồi mấy cái mà tâm tư tình cảm đồ á, bỏ vô đây. Rồi. Món tiếp theo. À, món tiếp theo là một cái dây. Một cái dây để chậu cây á, mọi người biết không, biết cái loại này không? Thì nếu Kiệt không có cái chậu cây nào ở đây. Kiệt không có cái chậu cây nào ở đây hết. Để không thể nào diễn tả cho mọi người đại loại này nè. Cái này nó là một cái đồ để treo chậu cây. Thì Kiệt lấy cái này ví dụ nha. Thì cái này là cái chậu cây đi, thì nó sẽ bỏ vô trong đây. Xong rồi nó. Nó về nè mọi người. Nó phải là cái chậu cây nó mới dính, còn cái này nó mới dính. Đây. Đó, mọi người sẽ bỏ cái chậu cây vô thì nó sẽ được cái hình như thế này. Hiểu không? Đó, rồi móc lên trên tường. Đây để cây. Cái này là thuộc kiểu họa tiết boho á. Chị cũng không biết boho là cái gì nữa, nhưng mà đại loại là mấy cái mà nó bộ lạc như thế này nè. Tiếp theo. Mà là gì ta? Cái này là cái bảng để treo trước phòng vệ sinh. Chị thấy dễ thương thì mua thôi, chứ thật ra nó thật ra là thích luôn á, nhưng mà dễ thương nè. Thấy nó xinh xinh. Nào mọi người cưng không? Có thằng nhóc cầm cái khăn treo trước phòng vệ sinh. Cưng ha, dễ thương ha. Riết rồi làm cái phòng Kiệt giống như là homestay gì á. Tiếp theo. Tiếp theo là một món đồ decor. Nữa, lại là đồ decor. Thì cái này là của Zara. Zara Home hả? Zara Home á mọi người. Là một cái nhánh chuyên bán đồ trang trí nhà cửa của Zara, chứ không phải Zara quần áo nha. Mọi người thấy đẹp không? Ức ghê luôn á. Tự nhiên dạo này thích ba cái đồ gớm dễ sợ. Rồi còn nữa, chưa hết đâu. Mọi người đừng vội tắt video này, còn rất nhiều món đồ hấp dẫn ở phía trước. Đây, trời ơi, cái này bảo đảm mọi người sẽ rất là thích luôn. Kiệt nhìn một phát là Kiệt, người ta mua chắc một tấm, Kiệt mua đâu cả chục tấm á. Mọi người nhìn thích lắm, tại vì nhìn nó rất là và điều thứ nhất đó chính là, như lúc đầu Kiệt có nói trong video á, là Kiệt đang tìm những cái tranh để mà Kiệt treo lên cái chỗ mà có những cái đinh đó. Thì đây là những cái để Kiệt treo vô cái đinh nào, mọi người nhìn nha. Tấm đầu tiên. Quá đẹp, quá đẹp. Đẹp không? Kiệt nhìn thấy Kiệt ưng liền luôn á. Thích ghê. Đây, tấm đầu tiên. Cái này là tranh để treo mà nó bằng chất liệu là thiết hả? Thiết. Tranh bằng thiết. Thì những cái này á, các bạn treo lên thì nhìn nó sẽ cái kiểu nó hơi retro một tí xíu. Thì nó hợp với lại cái của Kiệt. Đây. Để thì góc xéo vậy thì thấy rõ nè. Đó. Cái hồi nãy là mọi người nhìn họa tiết nè. Nhìn biển không? Đúng tinh thần của Kiệt luôn. Chàng trai nhìn biển. Đây. Cưng ngon. Đây. Đây. Cưng chưa? Khi nào mà Kiệt đính lên tường xong chắc Kiệt sẽ chụp lại cho các bạn xem nha. Đây.
American Dream, cái kiểu nó cũ kỳ á, rất là thích. Thì những cái đồ này là đồ nhập hết đó mọi người. Đó, mọi người nhìn nó kiểu rất là western. Đây. Đó, đẹp chưa? Đọc nữa nè. Đây. Lớp cho biết này bị lên video bị ngược bạn. Rồi. Còn nữa, còn một tấm lớn nữa. Kiệt treo như thế nào thì mọi người hãy nhớ follow Kiệt và đăng ký cũng như là comment nếu mọi người muốn xem, thì Kiệt sẽ quay lại cái những cái góc mà Kiệt trang trí trong nhà của Kiệt cho mọi người xem nha. Mọi người tương tác với Kiệt đi để Kiệt đỡ cô đơn trong cuộc sống này. Đây, rất là biển luôn. Thứ nhất là những cái này á, Kiệt không biết nó bền hay không, tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà Kiệt sử dụng cái chất liệu này trong trang trí. Nhưng mà về cái độ hiển thị, gọi là cấu hình, về màu sắc thì rất là đẹp mọi người ơi. Đúng ý Kiệt cực kỳ luôn, nhưng mà nó nhẹ nữa và dễ di chuyển, không phải nặng như tranh. Và các bạn rất dễ đính hình tượng, tức là các bạn không cần phải đóng đinh, mà các bạn chỉ cần dán thôi, không phải dán mà mua cái miếng dán tường mọi người móc lên thôi. Quá đẹp, quá đẹp cho một cuộc tình. Rồi, nhân vật cuối cùng hồi nãy cũng có nhắc tới, nhìn là biết rồi ha. Đó, thấy có cái sừng không? Con thu đó mọi người. Thì đây là con thu khổng lồ. Hồi nãy là con thu tí hon, thu tí hon đang ngồi ở đây nè. Và đây là con thu khổng lồ. Thì thật ra mọi người sao nhỉ? Mọi người Kiệt cũng có nhiều người bạn bảo là mua mấy cái này phí. Thì thật ra Kiệt nghĩ phí hay không á, nó không phải quan trọng. Quan trọng là khi mà các bạn mua, mà các bạn đó tạo lại niềm vui cho các bạn. Giống như hồi xưa thì Kiệt không mua những cái này, mà Kiệt dành số tiền đó để Kiệt mua quần áo, thì đó là niềm vui của Kiệt. Hoặc là Kiệt dùng số tiền đó để Kiệt đi giải trí, thì đó là niềm vui của Kiệt. Và mình đi làm là để mình có tiền, để mình mua những cái niềm vui, để mình sao ta mang lại niềm vui cho bản thân mình trong cuộc sống này. Thì không có gì là phí hay không phí. Thật ra muốn phí cũng được đâu, tiền đâu có nhiều đâu phí, nên mua trong giới hạn cho phép. Còn ví dụ như không gian sống của các bạn á, mà đẹp, mà đúng ý các bạn, thì thật ra Kiệt nghĩ là nó cũng là một cái điều tốt mà. Nó sẽ giúp cho mình đầu óc thoải mái hơn chẳng hạn. Và nhà là nơi để về, và các bạn về mà cái nhà xinh xắn thì đó cũng là một cái hay mà, đúng không? Hay mà. Đây, cái này thì Kiệt nghe bảo là nhập từ Đắk Lắk con tum, nhập trên rừng. Và điều đặc biệt là những cái này là được đóng bằng đinh hết nha. Thì nghĩ cái này mọi người tự DIY cũng được, tự làm ở nhà dễ không? Các bạn phải mua gỗ. Dễ hay không là do sự khéo tay của mình thôi. Một con như thế này là 700. Dạ ngon. Đây, Kiệt sẽ để nó kế bên cái bụi gỗ này của Kiệt. Có ý định hết rồi. À, và còn gì nữa không ta? À, còn cái này nữa. Thì đây là quà tặng. Mua nhiều quá được tặng mọi người. Mặt dày xinh xỏ. Thì cái này á, Kiệt không biết là người ta nói hay đúng hay không, thì người ta bảo Kiệt là những cái này là nhập từ Thái, và muốn kiếm cũng không dễ nha. Muốn kiếm cũng không dễ. Là nó là mở ra thở tùm lum quá. Nó là hoa khô. Mọi người biết hoa khô không? Đây.
này là lúa mạch, còn cái này là hoa bắp bi hay gì á. Thì cái này họ chị nghe bảo là nhập về đây rất là khó nè, không phải lúc nào cũng có loại này, không phải dễ tìm á, chứ có thì chắc có. Còn cái này thì cũng nhập từ Thái á. Thì cái này là để làm cái gì, thì nó sẽ để làm như thế này. Rồi, và thật thì ra coi mấy cái này luôn. Cái này Kiệt cũng biết là Kiệt có bị, hay do Kiệt không biết, mọi người biết bông này bông gì không? Cái bạn trong cửa hàng nó bảo cái bông này là rất là khó tìm luôn á. Nhìn thì giống bông bi nhưng mà nó không phải bông bi nha mọi người, nó như vậy nè. Nó không phải bông bi. Rồi, ngoài ra thì Kiệt còn có mua thêm hai cái kệ. Thì nó hơi to nên Kiệt không thể nào mà Kiệt để đây để khoe mọi người được. Thì Kiệt sẽ để cái hình như đây cho mọi người xem nha. Thì cái kệ đầu tiên là mấy cái hộp pallet như thế này, một bộ ba hộp như thế này. Thì Kiệt mua về lúc nào là Kiệt để tính trang trí cái kệ để mà mình tự sắp xếp để thành một cái kệ để mình trang trí. Đó, thì mọi người thấy hình đây. Và Kiệt đang để mấy cái cây xương rồng của Kiệt. Một cái kệ thứ hai nữa thì là cái kệ này lúc đầu là Kiệt tính thấy nó xinh thôi chứ Kiệt cũng không biết mua về để đâu. Vấn đề là tại vì nó được giảm giá. Nó được giảm giá nên mua chứ nó không hết. Thì đó, cái kệ Kiệt sẽ để hình như đây. Và maybe là Kiệt sẽ thật sự bây giờ Kiệt cũng chưa biết là Kiệt sẽ để đâu. Nhưng mà cái kệ này là cái kệ mà mọi người có thể mở ra, mở vô, mở ra, mở vô, mở ra, mở vô. Nó di chuyển được. Ba cái chân này nó di chuyển được. Đó, thì đó là tất cả những gì mà Kiệt mua trong video lần này. Và nếu các bạn thích video thì hãy nhớ like, subscribe và hãy comment những ý kiến của các bạn cũng như là những chủ đề mà các bạn thích trong kênh của Kiệt. Và Kiệt sẽ cố gắng thực hiện những video và Kiệt sẽ cố gắng thực hiện những video đó và Kiệt sẽ cố gắng thực hiện những video đó và Kiệt sẽ cố gắng thực hiện những video và Kiệt sẽ cố gắng thực hiện những video đó trong những tập sau. Cảm ơn tất cả các bạn, bye bye. Trời đất ơi, khổ quá, có nhiều đó nói xong.